trầm cảm ở cái tuổi nào đó, trầm cảm từ cái bệnh nào đó, chứ rất là nhiều. Tại sao mình thấy cái này là tự nhiên mình hoảng lên? Cho nên cái người mà đang bị như vậy cộng thêm cái người thân mà hoảng loạn nữa thì nó sẽ tăng thêm cái mức độ hoảng loạn. Chúng ta đi mà chúng ta bị cảm xong, chúng ta bị như vậy, hoặc là sau khi mình bị nhiễm trùng xong mình cũng bị một vài cái bệnh như vậy, thì nó từ từ nó hết. Cái khó nhất theo tôi nghĩ hậu Covid chính là cái triệu chứng mang cái tính trầm cảm. Thì nói tóm lại, cái hậu Covid nó cũng phải vấn đề, bởi vì nó là tất yếu. Xin được mến chào tất cả quý vị, và quý vị đang lắng nghe trên podcast của Alo Bác Sĩ. Rất cảm ơn vì quý vị đã dành ra một khoảng thời gian ở trong ngày bận rộn với công việc hay là bận rộn với cuộc sống của mình để lắng nghe phần tư vấn này. Và Hiền Thục cũng hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn sau đây của bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên là trưởng khoa nhiễm thần kinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, hậu Covid-19 có bao nhiêu triệu chứng và nguyên nhân là gì ạ? Thì theo tôi á, hậu Covid triệu chứng nó khá là đa dạng. Nó rất là thú vị. Nó có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là từ stress mà ra. Thì chúng ta biết là một cái người mà stress tới mức trầm cảm á, thì cái triệu chứng mà người ta mô tả y chang như bệnh đủ thứ. Có thể đó là bệnh tim mạch, có thể là bệnh tiêu hóa, có thể là bệnh hô hấp, có thể là bệnh xương khớp, có thể là bệnh gọi là rối loạn thần kinh hay là rối loạn thần kinh tim. Những cái câu chẩn đoán mà bác sĩ nội khoa không biết nói cái gì để cho bệnh nhân hiểu, đó là do yếu tố tinh thần. Yếu tố tinh thần là gì? Nguyên tắc của nó là sau khi bệnh xong nó sẽ có những cái triệu chứng đuôi của Covid, không phải là hậu nhưng mà cái đuôi của nó chưa hết hẳn. Nhưng mà do cái đầu của mình tưởng tượng ra, nó sẽ thúc đẩy cái stress sau Covid đó. Thì như vậy thì nó sẽ có những triệu chứng gì? Mà cái này á, tôi đã thấy cách đây khoảng chừng tháng mà tôi nói cái người này là em bị stress đó, em coi lại đi, nhất định không chịu. Tại vì sao? Khi mình đã bị stress rồi á, là ít khi nào mình chấp nhận cái đó là do cái đầu của mình lắm. Mình cứ nghĩ là đó là do trong cái thực thể cơ thể mình mà ra, chứ không phải là do. Ví dụ nói tôi đau bụng không phải là do tôi stress đau bụng, mà tại vì tôi viêm dạ dày. Tôi tức ngực không phải là do tôi stress tôi tức ngực, mà do tôi bị tim. Còn những người trầm cảm, các bạn biết là có thể đi là đo điện tim, rồi đo nội soi, rồi nó tiêu hóa, rồi đau khớp, rồi đủ thứ mà mò hoài không ra. À, cuối cùng đi gặp ông bác sĩ mà chuyên về về bác sĩ gia đình mà giỏi, hoặc là bác sĩ về tâm thần, nói cái này tôi trong sách nó có nói nha. Dạ. Thì mình thấy là những cái triệu chứng thực thể đó nó rất là giống một cái người trầm cảm mà tới cơn hoảng loạn. Rần rần cái người á, sao tự nhiên nó nóng rần 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 lên. Người ta tới xoa bóp nó cứ bị hoài. Rõ ràng cái triệu chứng đó là liên quan tới stress. Cho nên phải xác định là có phải mình bị stress hay không. Và mình phải xác định là cái ban đầu đó là phải giảm stress nó mới hết. Chứ còn các bạn nói là không, em rất là bình tĩnh. Không phải vậy. Lúc nào cũng nói em ban đầu bình tĩnh lắm. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Các bạn cố gắng giải stress về vấn đề là suy nghĩ khác đi, là thư giãn lại đi, là không nghe tin về Covid nữa, là tập thở, là tập thiền, là thức ăn nó phải đủ rau, đủ trái cây. Dạ. Mà cũng hơi lạ nha, tôi thấy hơi lạ, là tôi không hiểu được các bạn suy nghĩ như thế nào mà đa số mọi người sau khi bệnh và sau khi chích ngừa không dám ăn gì hết. Cái gì cũng hỏi hết. Em ăn cái này được không? Em có kiêng cái này không? Nhà em có cái này ăn được không? Thì tôi không hiểu được. Tại vì hồi xưa như bệnh cảm mình cũng ăn tờ lơ, mà tại sao bây giờ Covid bạn sợ là ăn cái gì nó cũng trúng? Nó là hết sức vô lý. Có người tôi nói xong chụp gửi cho tôi cái hình cả nhà ăn cháo gà nè bác. Liên quan cháo gà, lúc đó mới chịu ăn, trong khi mấy bữa trước không dám ăn. Có một người hết bệnh ngồi nha, uống 1-2 lon bia cũng sợ, đúng không? Bữa cơm hơi thịnh soạn một chút mình cũng sợ, là tại sao phải sợ như vậy? Thì chứng tỏ là do cái stress trong đầu mình thôi. Thì nguyên nhân ban đầu của hậu Covid tỷ lệ chiếm rất cao, đó là stress. Thì các bạn cứ suy nghĩ đi, tức ngực quá, thở khó quá, ho túc tắc này cái gì nọ. Nguyên nhân thứ hai đó là mấy người nội khoa ta không biết,
Và cái nguyên nhân thứ hai này nè, nó có thể kéo dài từ 1 tháng cho tới 3 tháng. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy 1 tháng tới 3 tháng là nó hết. Gần như đa số là nó hết, nó sạch hết. Và chúng ta nhớ nha, cái này 1 tháng tới 3 tháng là cái người trẻ cũng bị luôn. Người già có thể bị nhiều hơn thôi, nhưng mà người trẻ cũng bị luôn. Đàn ông cũng bị mà đàn bà cũng bị. Chứ không phải là riêng gì là cái người yếu bị đâu. Thì cái đó đó, tôi kể cho các bạn hai cái câu chuyện của hai cái bệnh. Ông bà mình có kể cái chuyện bệnh thương hàn không? À, nếu các bạn mà đọc lại ông bà xưa của mình á, nói là cảm mạo thương hàn là nó suy sụp kinh khủng lắm. Nhưng mà hồi đó không có truyền thông. À, tóc thì rụng, người thì sụp cân. Là bởi vì sao? Là nó cần huy động tất cả các năng lượng để nó chống lại cái con vi khuẩn đó. Nó tạo năng lượng để nó tạo ra một cái hệ thống miễn dịch để mai mốt cái con vi khuẩn đó tới nó sẽ đẩy ra. Bởi vì những người mà bị thương hàn á, bị lần đầu tiên nó kinh lắm. Cái nhóm thứ hai, các bạn có con nhỏ thì các bạn biết, là cái đứa nhỏ bị sởi, nó rất là kinh khủng. Bởi vì sao? Nếu mà đứa nhỏ nó bị cảm, nó cảm tới cảm lui, đúng không? Dạ. Thì nó biết được cái con virus này rồi, đâu cần năng lượng đâu mà nó đẩy con virus này ra, rồi nó tạo kháng thể để mà nó chống lại con virus này. Thì bệnh sởi là con virus đầu tiên nó thấy, giật nhỏ te tua luôn. Thì chúng ta biết là cái đứa bệnh sởi hồi xưa ông bà mình á, mà sai lầm á, là sau đó thành ban khỉ luôn mà. Thì mình thì có thể tưởng tượng được không, một cái người, một đứa bé bị sởi không, nó thành như là con khỉ luôn. Nó năng lượng nó mất rất là nhiều, vô cùng nhiều. Thì hỏi làm sao mà nó không xúc được? Và cái năng lượng đi đâu? Năng lượng đó chủ yếu là nó hình thành những cái miễn dịch, để mà nó tạo ra miễn dịch, nó tạo ra một khối lượng kháng thể nhất định. Bởi vì con virus này rất là mới, và thậm chí là nó kéo dài đứa nhỏ lì lịch 3 tháng trời. Mình xét về miễn dịch đó, thì đứa nhỏ nó cũng yếu hơn người ta cả năm trời. Dạ. Thì cái nhóm như vậy, mình thấy COVID nó cũng vậy thôi, nó sẽ sử dụng năng lượng rất là nhiều, cho nên nó phải có một cái thời gian hồi phục. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm này tỷ lệ thấp, là nó bị thiệt. Và triệu chứng nó rất là giống nhau. Có thể là tức ngực, có thể là nặng ngực, có thể là ho, có thể là đau bụng, có thể là đi đứng không nổi, có thể là mệt mỏi vô cùng, không có thấy có sức nữa, suy nghĩ cái gì nó cũng không tập trung được, máu lên não nó thiếu mà. Thì cái nhóm cuối cùng này á, thì được mấy cái nhà khoa học người ta giải thích là do cái phản ứng miễn dịch sau khi mà mình hết COVID rồi đó, nó còn lại cái phản ứng viêm, từ từ nó tiêu đi. Và chúng ta nhớ nha, tất cả cái tình huống hậu COVID nghĩa là không còn virus, chứ đừng có nói là còn virus nha. Nếu chỉ còn cái kháng nguyên của nó đi vòng vòng đâu đó là mình đang đẩy ra, hoặc là phản ứng kháng nguyên kháng thể của mình nó hơi mạnh chút, là nó cứ sờ quần hoài, từ từ nó mới đẩy ra. Thì cái nhóm đó đó thì nó rất là hiếm. Cũng có thể là sau này thì nó có thể xảy ra một số cái bệnh lý mà giống như là mình lớn tuổi bị. Ví dụ là bệnh về tim mạch, bệnh về tiểu đường, bệnh về thận, đồ này kia nọ, thì giống như là mình lớn tuổi thôi. Và rất là hiếm. Thành ra các bạn đừng có bàn về hậu COVID tới cái mức mà ghê gớm. Cho đó là của những nhà khoa học, người ta ở không, người ta nghiên cứu. Khi mà mình gặp phải hậu COVID-19 thì nên làm những gì? Thứ nhất á, nếu mình ho, khó thở, mà cũng có thể nó hơi lạ nha, đang phơi phới vậy đó, nếu nó ho thì mình đo liền FPO2 để chứng minh là nếu mà ho mà nặng đi nữa là nó phải thiếu oxy. Cái thứ hai là mình đã từng bị cảm mà sau đó nó ho, nó tức ngực, mạch không có đều, thì nó cũng rất là bình thường. Có khả năng là về năng lượng, và thường thường cái đó nó cũng hành mình vài ngày cho tới 4 tuần. Nhưng mà nó không có làm mình tới cái mức mà nằm liệt địa. Cũng có thể là mình không có leo lầu được, nhưng mà từ từ mới leo lầu được, lo cái gì mà mình tập thể dục. Mình có thể đau bụng thì mình cứ chữa như đau bụng bình thường. Dạ. Ba cái làm người ta lo đó. Cái thứ nhất á, là tại sao mình không tập trung được, mình không có lanh lẹ như hồi xưa. Cái thứ hai là sao tức ngực quá, tim nó không có đều. Cái thứ ba là thở nó hơi ngột. Thì ba cái đó mình mới lo thôi. Còn tất cả những cái khác mình vẫn sinh hoạt bình thường mà lo cái gì. Chỉ cần tẩm bổ lên, đặc biệt là
những cái vi chất á mình thiếu á, mình phải ăn trở lại, uống trở lại, uống bù vô thì nó cũng sẽ hết thôi. Tại vì trong sách người ta nói rất là rõ, tất cả những cái triệu chứng này đều sẽ hết. Có người thì vài ngày, có người thì 4 tuần, có người thì 12 tuần. Đó, như vậy thì mình làm gì? Nếu mình tức ngực mà nó chịu được thì từ từ nó hết. Tập thở, tập thiền. Nếu nó ho mà mình không khó thở, mình cứ tập thở, tập thiền. Các bạn đừng có cố gắng thử xem là cái phổi mình có bị cái gì hay không. Đừng có cố gắng coi là tim mình có bị cái gì hay không. Tại cái đó mình cố gắng mình không bao giờ biết được. Còn nếu bạn có điều kiện thì các bạn cứ đi làm mấy việc như tôi nói. Một, thử máu coi nó có thiếu chất sắt không, tại dinh dưỡng nó xuống cái đó. Thứ hai, các bạn có thể đo điện tim. Thứ ba, các bạn có thể siêu âm tim. Thứ tư, các bạn có thể chụp hình phổi. Nhưng mà cần mới làm nha, chứ không phải a thần phù ai cũng kéo đi làm cái gì. Tại mình thấy mình bớt từ từ thì từ từ nó bớt. Dạ. Bây giờ mình làm xong mình nhớ nha, đi làm phải làm đàng hoàng, phải kiếm cái chỗ nào á mà tin tưởng. Cái thứ hai, mình làm xong mình về á, mình đọc mình thấy nó bình thường thì thôi, còn bất thường là phải đi kiếm cái ông khác hỏi nữa. Ví dụ cái phổi mình đang bình thường, cái ông này cũng nhìn ông nói là mờ đấy đấy, tôi đối với đó tôi mặt sẽ lè luôn. Hoặc là tôi có bị hỏi rồi siêu âm tim, nó em bị hở van 1/4, 1/4 là cái đinh gì, 1/4 là bình thường, người ta có thì giờ đâu người ta giật cho mình đó, 1/4 chích mồ vậy là mình bị cái tim rồi, nhịp nhanh xoang nó cũng bình thường, nhịp nhanh xoang thì nó nhịp nhanh thôi. Đó, cho nên những cái câu chuyện mà khi mình đi khám về mình cũng phải hết sức bình tĩnh. Đó, cho nên các bạn thì thấy nó là rất chứ bình thường. Tại vì nếu như là mình có cái tình huống đó thì nó cũng không có gì lạ cả. Giống như chúng ta đi mà chúng ta bị cảm xong chúng ta bị như vậy, hoặc là sau khi mình bị nhiễm trùng xong mình cũng bị một vài cái bệnh như vậy thì nó từ từ nó hết. Cho nên đừng có lo lắng lắm về cái hậu Covid, bởi vì nó nói rồi, đa số là tự khỏi, có người ít, có người nhiều. Thành ra mình sẵn sàng mình đáp nhận nó. Còn cái nữa, một số người lo lắng á, là nó không ngủ được. Thứ hai là cái tư duy của mình nó không bằng người ta, thì cái đó mình có thể uống thuốc bổ, có thể uống thuốc ngủ, không gì hết. Theo tôi thì các bạn có thể uống thuốc ngủ thông thường, hoặc là các bạn cứ lấy cái thuốc sổ mũi mà uống, Lofini, hoặc là lấy cái siro con nít mà nó có loại tên len nó uống cho mà ngủ. Có một số tình huống, có một cơ địa rất là đặc biệt, tự nhiên là loạn thần, nhưng mà tí là hiếm lắm. Thì cái đó các bạn có thể tìm bác sĩ tâm thần để mà uống những cái loại thuốc đó vào thời gian ngắn hạn thôi. Vậy thưa bác sĩ Khanh, điều khó khăn nhất của hậu Covid-19 là gì ạ? Cái khó nhất theo tôi nghĩ hậu Covid chính là cái triệu chứng mang cái tính trầm cảm. Nhưng nếu mình chấp nhận nó, tôi thấy rất là lạ là cái người trầm cảm không bao giờ họ chịu họ trầm cảm. Nếu họ chịu thì chữa rất là dễ. Tại sao nói mình bị điên mà tự nhiên người ta không chịu người ta điên? Mà trầm cảm nó phải là điên. Cho nên mình thấy là có những cái mà làm cho mình quá sức là bi quan. Thành ra nói tóm lại, cái stress đó là do tự mình nghĩ ra là chính thôi. Cái lỗi đó nhiều khi không phải của mình, nhưng mà lỗi đó là lỗi của truyền thông. Mình cũng có một phần, và cái quy luật của nó là cái tin tiêu cực đó, nó ngấm vào đầu rất là nhanh. Bởi vì bản chất của mình cũng thích cái gì đó mang tính bạo lực một chút, mang tính hot một chút. Cho nên mình hấp thu cái tính tiêu cực vô cơ thể mình mà nó ảnh hưởng tới mình nó dễ hơn. Cho nên mình phải điều chỉnh lại cái của mình để mà mình thích ứng lại cái hiện có, để mà mình giảm stress. Thì như vậy thì nói tóm lại, cái stress này nó cũng không phải là vấn đề, mà do bản thân mình là chính. Cái hậu Covid nó cũng phải vấn đề, bởi vì nó là tất yếu. Những cái gì mà mình có thể phòng được á thì mình mới suy nghĩ về nó nhiều, đúng không? Và mình kiếm cách mình phòng. Dạ. Thì hậu Covid có 3 chuyện. Một là thực thể rất là hiếm, đi khám bệnh, chữa tiếp. Hai là dinh dưỡng, mất năng lượng nhiều quá, bù dinh dưỡng lại. Ba là stress, thì phải giữ một cái stress đó thôi. Thành ra hậu Covid nó cũng là bình thường. Còn cái chuyện mà cái nhà khoa học người ta muốn nghiên cứu thêm, người ta muốn thảo luận gì, người ta thảo luận cái nhóm của họ mà đừng có vô mình nghe. Đó, cho nên nó như vậy. Vì tôi nghĩ là chúng ta cố gắng làm sao để vượt qua. Xin được cảm ơn bác sĩ Khanh ở 3 câu hỏi đầu tiên được bác sĩ chia sẻ đến với tất cả quý vị thính giả. Hiền Thục hy vọng rằng là những thông tin mà bác sĩ Khanh đã chia sẻ ngày hôm nay
thì nó sẽ giúp cho quý vị một phần nào đó an tâm hơn và có thể dễ dàng để thoát khỏi hậu Covid-19 cũng như là trở lại một cuộc sống bình thường, một cuộc sống yên vui và hạnh phúc. Thưa bác sĩ Khanh, với phần trả lời câu hỏi của bạn đọc thì câu hỏi đầu tiên xin được nhờ bác sĩ Khanh có thể giải đáp là F0 lành bệnh tái nhiễm thì sẽ bị stress bao lâu theo như bác sĩ Khanh quan sát ạ? Tái nhiễm là một cái mà bị stress sau khi hết bệnh là một cái stress, đúng không? Bây giờ nè, cái bệnh Covid này á, nó không phải là mới, nó có năm nay rồi, đúng không? Mà trước kia trên thế giới á, là nó tái nhiều lắm, bây giờ nó có bàn nữa. Mà Việt Nam mình hồi xưa đó cũng lấy ra xét nghiệm, các bạn có nhớ không? Đúng không? Cái đứa nhỏ nó bị thả ra một cái, tự nhiên xét nghiệm nó dương tính, gom lại vùng mới F1 tiếp, nhưng mà thử hoài mấy ông F1 không bị bệnh. À, rồi sau đó cấy không được, tại vì PCR nó thấp quá, có những đứa cấy không ra, thì cùng nói cái này sát virus. Cho nên các bạn đừng cứ nghe bị dọa là tái nhiễm. Cái thứ hai là có tình huống các bạn sợ tái nhiễm là cái kiểu này nè. Bây giờ mình phết ở đây đúng không? Phết mũi bên này âm tính, 2-3 ngày sau phết lại tự nhiên nó dương tính. Cái mình nói, ủa bữa trước âm á là bữa nay dương là tái? Không phải, tại bữa trước mình phết nó không ra, chứ không phải là phết nó ra. Tại vì phết mà không có sự tình cờ mà. Dạ. Hoặc là mình mới xúc miệng nước muối thì hay là mới xỉ mũi lấy gì nó ra? Lúc đó nồng độ nó thấp mà. Cho nên các bạn nói là bây giờ tôi hai ngày nay tôi phết không ra, cái ngày thứ ba tôi phết ra, cái nghĩa là tôi tái. Không phải, đừng các bạn tái nhiễm gì đây đó. Và thậm chí là thử ra PCR nó tới 30-40 mà cũng ngồi bàn, người ta đã hiểu thì nó rất là nhiều rồi, nên các bạn đừng có chuyện tái nhiễm nữa. Dạ, câu hỏi thứ hai của bạn đọc tên là Quỳnh Mai gửi về cho bác sĩ Khanh. Thưa bác sĩ, lúc bệnh Covid-19 thì tôi không có biểu hiện gì nhiều, nhưng mà sau khi hết bệnh thì tôi mệt mỏi, không muốn ăn và mệt hơn lúc bệnh, nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Lúc bệnh á, triệu chứng rất là nhẹ, tại lúc đó nó chưa cần năng lượng để mà nó quy động, nó tạo ra là kháng nguyên kháng thể đâu. Sau đó bắt đầu nó cần. Dạ. Mà nó cần mà mình bị một triệu chứng nhẹ sau khi mình bị Covid, mình tưởng tượng rất là xa. Ví dụ như là trong lúc mình bệnh, mình sốt nha, mình không hề ho, nhưng bắt đầu mình hết bệnh, thử xét nghiệm dương tính, thử xét nghiệm âm tính rồi, mình hơi ho vài tiếng là mình tưởng tượng rất là xa. Tôi không hiểu tại sao. Trong khi hồi xưa mình bị cảm, mình không xét nghiệm gì hết, mình cũng không biết trong người mình biết virus chưa, tại mình biết chắc chắn nó hết. Nhưng mình ho mà nói cái này sau cảm tôi bị ho, là cực kỳ nguy hiểm, là suy nghĩ lung tung. Cái thứ hai là bây giờ mình bệnh xong đúng không, mình uống thuốc riết mà cái miệng mình nó lỡ mình ăn không được, cái mình bắt đầu mình tưởng tượng là cái này nó tấn công vô cái gì đó, ruột gan gì đó mà bây giờ nó không cho mình ăn. Mà mình không ăn thì đương nhiên mệt hơn rồi. Cho nên cái đó các bạn chỉ cần làm gì, làm ba chuyện thôi. Một, đo SpO2, không có gì nha. Hai, đo huyết áp vô, không có gì nha. Ba, coi cái miệng mình có bị nóng đỏ gì không, để mình ăn rau trái cây đồ vô, uống nước vô cho nó bớt. Và nếu mà không có ba cái đó, từ từ mà nó hết, chứ đừng có suy nghĩ quá trời quá đất. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Với câu hỏi tiếp theo, bạn đọc hỏi rằng là sau khi tôi khỏi Covid-19 thì cử động tôi cảm giác giống như là mình bị hụt hơi vậy, đau nhói tim tầm 2 đến 3 giây mới khỏi. Vậy thì đây là triệu chứng của bệnh gì và tôi phải làm sao để khắc phục ạ? Thì thường thường có người vài ngày, có người 4 tuần. Đó, mình lo lắng quá thì mình tập thở, nó không ảnh hưởng nhiều thì mình tạm quên nó đi. Tôi ví dụ gì nha. Bình thường á, trước khi mà có bệnh Covid hoặc là trước khi chích ngừa Covid thì nhiều khi mình mỏi cái ngón tay này nè, mình nghĩ ngay là chắc là mình chơi vi tính nhiều quá, sách gì nặng quá nó đau. Nhưng mà khi bị cái đó không bao giờ mình suy nghĩ như vậy, rất là lạ. Cái này của Covid nó hành mình, cái tay mình đau, tay mình nó mỏi. Hoặc là mình có những lúc bình thường mình mất ngủ, mình cứ nghĩ là hình như là bữa nay mình coi cái phim gì nó căng thẳng quá, mình ngủ không được. Bây giờ mình mới Covid mình cũng nghĩ, kỳ ta, vậy là Covid nó hành mình rồi. Thì đó nó không đúng. Càng ngày như vậy thì các bạn càng suy nghĩ thêm nữa, các bạn cứ quên cái chuyện Covid đó đi. Nó tức ngực bây giờ tôi chờ tôi hít thở coi sao, đừng nghĩ tới Covid nữa, thì từ từ nó mới hết. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Khanh. Thưa bác sĩ, với câu hỏi cuối cùng, bạn đọc hỏi rằng tôi bị Covid-19 nhưng bà mất ngủ và rất khó ngủ, có uống thuốc ngủ nhưng vẫn không ngủ được, nhờ bác sĩ Khanh có thể giúp tôi với và xin được chân thành cảm ơn, chúc bác sĩ có nhiều sức khỏe. Đúng là mất ngủ là một vấn đề lớn. Mất ngủ trong cái Covid nó một vấn đề lớn. Ngay từ đầu tôi nói là rất nhiều người than mất ngủ,
Nhưng mà trong cái gói thuốc á, trong cái gói thuốc A, thuốc B gì đó, nó không có thuốc ngủ. Tại thuốc ngủ đâu có thể xài được. Thành ra tôi khuyên các bạn là cứ đi mua cái viên lofenylamine hay là uống đại nó một muỗng rưỡi cà phê Teralen cho nó ngủ cho rồi đi. Các bạn có thể lấy cái thuốc con nít mà nó sổ mũi, thuốc ho của con nít đó, nó là buồn ngủ lắm. Thì các bạn đừng có cố gắng suy nghĩ về cái mất ngủ đó, làm cái gì nó quên đi thì nó mới ngủ được. Cũng xin được thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả của Alo Bác Sĩ cũng như là bạn đọc gửi câu hỏi về cho Alo Bác Sĩ đã được bác sĩ Khanh giải đáp ngày hôm nay. Hy vọng với những thông tin này thì quý vị có thể tự cung cấp thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Chúc quý vị an toàn, vững tâm đi qua đại dịch. Và xin được cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh đã nhận lời tham gia chương trình. Kính chúc bác sĩ có nhiều sức khỏe ạ. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào số phát sóng tiếp theo.